Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2012, các hội đoàn người Việt vùng San Francisco, Sacramento, Oakland, San Jose đã tề tựu đông đủ trước lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam tại số 1700 đường California, San Francisco để biểu tình đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam chỉ vì nhạc sĩ Việt Khang tỏ bày tâm sự yêu nước của mình qua hai bài ca Anh là ai và bài ca Việt Nam tôi đâu. Việt Khang và các bạn trẻ yêu nước thân mến, quyền tỏ bày cảm tưởng của mình là quyền tự do căn bản của con người. Nhưng đối với Cộng sản Việt Nam, tự do, độc lập, hạnh phúc chỉ là những cái bánh vẽ mà Cộng sản Việt Nam mang ra dụ dỗ người dân Việt Nam. Thực chất của chúng là làm sao nắm độc quyền cai trị, dù phải dùng mọi cách hèn hạ, bỉ ổi nhất. Việt Khang và các bạn trẻ hãy nhớ điều này. Quốc gia nào nuôi dưỡng đạo đức, đào tạo những con người có cái tâm, lòng nhân, thì quốc gia đó, xã hội đó sẽ nảy sinh ra những thiên tài giúp nước. Quốc gia nào, xã hội nào lo đào tạo kiến thức, khoa học, nuôi cái trí cho thanh niên, quốc gia đó, xã hội đó sẽ sinh ra các nhân tài. Còn quốc gia nào, xã hội nào chỉ biết nuôi cái thân, nuôi đảng mà quên đi quyền lợi của dân tộc, quyền lợi của đồng bào, thì quốc gia đó, xã hội đó chỉ sản sinh, đào tạo ra một lũ nô tài như công an, quân đội để phục vụ và bảo vệ chế độ đó, bảo vệ Đảng Cộng sản mà thôi. Họ quên đi quyền lợi của dân tộc, của đồng bào. Chúng tôi, những người Việt Nam tự do luôn ủng hộ các bạn. Chúng tôi và con cháu chúng tôi đang sinh sống và hưởng tự do nơi xứ người, nhưng không bao giờ quên đồng bào mình còn đang bị bè lũ Cộng sản Việt Nam cai trị. Các bạn quyết định cuộc sống của các bạn. Một là vùng lên giành lại tự do cho mình và con cháu mình sau này, hoặc mãi mãi căm hờn sống trong lao tù Cộng sản, hoặc tệ hơn nữa là nô lệ cho ngoại bang. Chúng tôi tuy đã già, nhưng cũng xin cất lên lời ca Anh là ai để ủng hộ Việt Khang, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội hãy thả anh ra vô điều kiện vì anh không làm điều gì sai. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu cộng. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay chìm lên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn. Oh.
hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bài. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đáng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu cộng. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay chuyện yên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn. Trong kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây
Việt Nam còn hay đã mơ. Mà xa tàu ngang tàn trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi trắng nề chi ra trẻ lái trai, giơ cao tay trong quân xâm lược, trong kẻ nhu được bán nước Việt Nam.